Nếu mà trong sáng ngày hôm nay với những anh chị ở đây, anh chị từ đầu chu kỳ đến giờ, anh chị nào mà duy trì được một cách gọi là đều đặn liên tục cả 9 nghi thức á, thì hãy comment cho tôi số 10. Còn những anh chị nào mà chưa chưa duy trì được liên tục, hoặc là có rất nhiều lý do khác nhau, chúng ta thường một ngày nào đó chúng ta không có đều được 9 nghi thức, thì chúng ta comment giúp tôi số 5 được chưa nào? Thế thì nếu mà chúng ta là số 10 thì phải nói là chúc mừng các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang có một cái sự không phải là cái ý chí đâu, không chỉ là quyết tâm đâu, mà cái ý chí quyết tâm đấy mà không được sự ủng hộ của tâm thức ấy, thì gần như nó luôn tạo ra những cái bối cảnh mà chắc hẳn rằng là chúng ta sẽ có một việc gì đấy, chúng ta sẽ bận rộn này, chúng ta sẽ gặp một vài cái điều gì đấy mà khiến cho chúng ta phải làm ngay, để chúng ta hoặc là chúng ta quên mất, hoặc là chúng ta không ưu tiên được việc này, có đúng không nào? Và vì vậy nên là anh chị mới thấy rằng là à, lúc đó anh chị phải đi ví dụ như anh chị đang ở trong cái quá trình mà quyết tâm với cái việc là chúng ta rèn luyện chính nghi thức, thì tới lúc đó sẽ có một cái sự việc gì đó về công việc đi, để cho anh chị không cái ngày hôm đó anh chị bận rộn mà anh chị không thể nào duy trì được cái sự nghiêm túc của mình. Thế thì lúc đó thì anh chị nghĩ rằng là à, lúc đó tôi bận quá, lúc đó tôi gặp vấn đề này kia, tôi cần phải xử lý ưu tiên hơn. Nhưng mà nếu anh chị hiểu về bản chất thực sự cái điều đang diễn ra đó, đây chính là cái bối cảnh của cái quá trình mà vận hành tâm thức của chúng ta, là nó không có gì, nó không hoàn thành để chúng ta có thể gặp những cái tình huống đấy mà thôi, được chưa nào? Ở đây tôi sẽ nói để anh chị có thể hình dung rằng là đây là cái điều mà chúng ta cần phải nhận diện nó chuẩn xác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta đang trên một hành trình để làm việc một cái gì đó cho nó hoàn thành, được chưa hả? Và trong quá trình mà chúng ta quyết tâm để chúng ta hoàn thành cái mục tiêu đấy, và rồi có một cái việc gì đó nó xảy ra, được chưa nào? Một cái sự bận rộn nào đó xảy đến, một cái việc cấp bách nào đó xảy ra và khiến cho chúng ta phải dừng lại cái cách mà chúng ta đang xét mục tiêu đấy rồi. Và lúc đó thì chúng ta thường kết luận như thế này: tôi chưa hoàn thành mục tiêu này là bởi vì tôi bận cái việc này, bởi vì rất nhiều luôn. Và anh chị nào ở đây đã từng rơi vào những tình huống tương tự như thế, tức là chúng ta đã có một mục tiêu này, chúng ta có một cái lộ trình chúng ta cần phải hoàn thành nó rồi này, đúng chưa? Và rồi chúng ta có những liên tục có những cái việc gì đấy nó đến và chúng ta không hoàn thành được cái dự định này của mình, và rồi chúng ta kết luận rằng do chúng ta bận cái này cái kia. Và chúng ta sau khi chúng ta kết luận xong như vậy rồi, chúng ta yên tâm rằng chúng ta đang kết luận đúng, bởi vì chúng ta yên tâm rằng là chúng ta tự tự tạo ra một cái sự yên tâm giả định nào đấy, rằng là chúng ta có cái cớ, có cái lý do và có cái sự chính đáng để chúng ta không hoàn thành được cái dự định này, cái mục tiêu này. Anh chị nào đã từng rất nhiều lần cứ liên tục lặp lại những cái việc như vậy trong suốt cái hành trình của anh chị, được chưa nào? Thì anh chị có thể comment giúp tôi một con số nữa là số số 4. Thì ngày hôm nay khi mà chúng ta bắt đầu hiểu về bản chất ấy, thì chúng ta sẽ phải thiết lập lại và dùng cái sức mạnh của cái vị tướng của ý thức để anh chị huấn luyện lại cho tâm thức của mình nó làm việc nó đúng đắn hơn, được chưa nào? Và chúng ta sau khi kết luận và chúng ta lấy cái lý do như vậy và chúng ta cảm thấy một cái sự yên tâm giả nào đấy, rằng là chúng ta có quyền không hoàn thành nó, chúng ta có quyền không đi tới đích của cái việc đó, và chúng ta hoàn thành không nhất thiết là hoàn thành cái dự kiện đó, bởi vì chúng ta có cái lý do khách quan, được chưa nào? Và hôm nay chúng ta sẽ giải mã được chính xác rằng là cái lý do khách quan đấy có thật là lý do hay là một cái sự gì ạ, một sự tinh vi của tâm thức của chúng ta để tạo ra cái bối cảnh đấy để cho chúng ta liên tục lặp lại. Vậy thì để cho hiểu được bản chất này thì chúng ta sẽ suy ngẫm thêm một chút nữa để chúng ta sâu hơn. Đó là gì ạ?
khi mà nhiều lần không hoàn thành cái mục tiêu như vậy, hoặc là không hoàn thành được cái dự kiến như vậy, dự định như vậy, có thể là một mục tiêu nào đó chúng ta đặt ra rằng năm nay chúng ta cần phải giải phóng tất toán trong khoản tiền, hoặc là năm nay chúng ta cần phải có một khoản tiền, năm nay chúng ta cần phải làm một cái việc gì đấy cho bố mẹ, hoặc là năm nay chúng ta làm cái gì đó cho bản thân, hay là tháng này chúng ta hoàn thành một cái dự kiến gì đó công việc, hay là rất nhiều thứ như vậy trong cuộc sống của chúng ta, được chưa? Và liên tục cứ lần này hết lần nọ chúng ta không hoàn thành mục tiêu này và không hoàn thành mục tiêu này, và chúng ta đưa ra một cái gì ạ, một cái lý do nào đấy, và lý do đấy có thể đến từ bên trong hoặc bên ngoài, nói chung là cái lý do, một cái sự rất là khách quan, thậm chí là rất là khách quan luôn, rằng là anh chị đưa ra một cái mục tiêu và lúc đó bảo rằng là chúng ta phải đưa con của mình đi khám chân, hoặc là đưa bố mẹ đi khám tay, những lý do cực kỳ nó khách quan luôn và gần như không thể thay đổi được, có phải không nào? Và rồi chúng ta đang ở vào nhóm 4 đấy ạ. Và để cho chúng ta hiểu rõ hơn và sâu hơn về tình huống này thì chúng ta cần phải đặt thêm một câu hỏi nữa, đó là gì ạ? Sau khi những cái lần như vậy và bắt đầu chúng ta đưa ra một cái dự định, một cái mục tiêu, nó có thể rất tốt cho mọi người, cho mình luôn, được chưa? Nhưng mà sau đó chúng ta lại quan sát tiếp và chúng ta thấy rằng chúng ta lại tiếp tục, lại không hoàn thành nó. Không phải một lần đâu, mà rất nhiều lần cứ lặp lại. Và rồi chúng ta luôn có cái lý do nào đó cực kỳ chính đáng để cho nó không hoàn thành. Bao nhiêu anh chị đã bắt đầu chứng kiến cái điều này, nó đang xảy đến với mình với một cái tỷ lệ rất là cao trong cuộc sống của mình, thì anh chị hãy comment số 3, được chưa nào? Được chưa ạ? Hãy comment số 3 để chúng ta bắt đầu coi thì cái nấc thang của chúng ta ở đâu, rồi bắt đầu chúng ta sẽ cần phải đưa dần để lên đạt điểm 10 anh chị nhé, được chưa nào? Và khi mà chúng ta thấy chúng ta liên tục không hoàn thành như vậy, chúng ta bắt đầu bối rối vì chúng ta tự nghi ngờ với chính mình rằng là không biết cái mục tiêu mình đưa ra lần lần này, cái lần mà anh chị đang đang là gần gần nhất của mình ấy, có hoàn thành không nhỉ? Anh chị luôn tự nghi ngờ như vậy. Và trong khi anh chị nghi ngờ như thế thì thực sự là cái mục tiêu của anh chị đã không hoàn thành rồi, ngay cả khi anh chị đang vừa đặt nó. Anh chị hãy nhớ chi tiết này nha. Hay nói cách khác, trong tâm thức của chúng ta đã thiết kế sẵn rằng cứ đưa ra mục tiêu, cứ đưa ra dự định là không nên hoàn thành nó. Anh chị hiểu ý không nào? Vì vậy nên chúng ta đã thực sự, khi mà chúng ta không cần chờ thời gian nó kết thúc đâu, chúng ta đã không hoàn thành nó rồi. Anh chị hãy lưu ý điều đó. Vì chúng ta đã đưa vào tâm thức một cái sự liên tục, một cái quá trình được lặp lại quá nhiều lần trước đó, nên thành ra toàn bộ cái bức tranh chúng ta thiết kế là đưa ra mục tiêu, đưa ra dự kiện, đưa ra dự định, đưa ra cái kế hoạch cho có vậy, nhưng mà hãy hãy không hoàn thành nó. Anh chị đã đưa ra một cái kết luận như vậy ở bên trong anh chị rồi, vì vậy nên anh chị mới có thể cảm nhận và thấy được rằng là chúng ta rất nhiều lần đưa ra mục tiêu và hên xui có một vài mục tiêu nó hoàn thành mà thôi, được chưa nào? Và chúng ta hoàn toàn không biết được rằng là chúng ta cần phải làm gì và cần phải điều chỉnh khối lượng, phải điều chỉnh về cái cách nào để cho mục tiêu nó hoàn tất. Và bắt đầu anh chị đặt một câu hỏi ba nữa để anh chị hiểu hơn cái sự nguy hiểm của vấn đề, để anh chị có thể làm cho tâm của mình bình an hơn khi anh chị đưa ra mục tiêu. Bởi vì anh chị mà không điều chỉnh nó thì cho dù anh chị đưa ra mục tiêu lớn để cho anh chị có thể có động lực và động năng và động lượng trong công việc và gì ạ, cái sự thúc đẩy, thì anh chị vẫn vẫn gì ạ, vẫn không hoàn thành. Như vậy thì để xử lý điều này thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị có hai cách xử lý triệt để từ trong tâm thức để anh chị hạn chế đi những cái điều này liên tục lặp lại trong cuộc sống của anh chị, được chưa nào? Và ngoài trừ những anh chị mà không thường xuyên có những cái dự kiện, có cái mục tiêu gì đó thì tôi không nói, nhưng mà hầu như chúng ta không không phải là cái kiểu người như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta luôn phải đối diện với hoàn toàn mọi cái cuộc sống của chúng ta, về những cái thứ trong cái tương lai gần, một ngày, 2 ngày, 3 ngày, hoặc 1 tuần, 2 tuần, 2 tháng, 2 năm, thậm chí n năm chúng ta cần phải hoàn thành, phải không nào? Chúng ta luôn phải có cái như dự kiến và dự định như vậy. Nhưng có một điều kỳ lạ với cái nhóm người mà chúng ta đang nhận diện ở đây này, thì chúng ta phát hiện ra một điều rằng cứ đưa ra mục tiêu và đưa ra dự
dự định nhưng mà cứ không hoàn thành nó, tức là từ ở trong tâm thức của chúng ta đã luôn diễn ra cái điều đấy rồi, anh chị hình dung không nào? Nên chúng ta không cần chờ cho tới khi chúng ta kết thúc cái chu trình của cái quy trình, tức là không cần kết thúc thời gian, chúng ta vẫn biết chắc rằng chúng ta không hoàn thành nó anh chị nha. Mà tại vì chúng ta không biết điều đó nên thành ra chúng ta mới có hy vọng, chúng ta mới mới gì ạ? Mới đặt kỳ vọng, và cuối cùng chúng ta lại cảm thấy thất bại vì sau này chúng ta không hết thời gian rồi, chúng ta không hoàn thành nó, chúng ta cảm thấy tiếc, ta thấy tiếc nuối, được chưa nào? Vậy thì thực sự là chúng ta có gì ạ? Có đang phải như thế không khi mà anh chị đang thiết kế cái bức tranh là không hoàn thành rồi, hay dùng từ khác là bức tranh thất bại đó rồi, có phải không nào? Vậy phải chỉnh từ bức tranh ngay từ đầu, ngay tại thời điểm anh chị xuất phát chứ. Chứ tại sao phải chờ cho tới khi mà anh chị đã biết cái mục tiêu đó nó không hoàn tất rồi mà vẫn cứ tiếp tục cứ cứ làm cứ làm cứ làm, và cuối cùng kết luận của nó là không hoàn tất. Như thế nào? Để đi trên cái hành trình này, để bổ sung cho cái năng lượng này, thì anh chị có thể xem thêm một cái video để bổ sung cho cái năng lượng này, đó là hạnh phúc trên đường đi anh chị nha. Anh chị có thể để bổ sung cái video thêm là thời điểm nào anh chị sẽ đạt được hạnh phúc. Video đấy sẽ bổ sung cho anh chị về cái năng lượng của bài giảng này. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là nó cái bài giảng ngày hôm nay sẽ xử lý cái tâm thức của chúng ta là khi đã không đưa ra mục tiêu thì thôi, không đưa ra dự định thì thôi, nhưng nếu đưa ra thì chúng ta cần phải hoàn tất nó, được chưa nào? Và ngay cả khi chúng ta cũng loại bỏ đi những cái lý do khách quan bất chợt nó sẽ đến trong cái hành trình anh chị đi, được chưa ạ? Vậy thì để anh chị hiểu được bản chất thực sự của cái tình huống vừa rồi, tôi hỏi anh chị câu hỏi thứ ba, đó là có phải rằng là chúng ta đưa ra mục tiêu và chúng ta đã làm cho nó thất bại khi ngay tại thời điểm chúng ta mục tiêu hay chưa? Đấy, câu hỏi như vậy. Thế thì để mà anh chị gỡ được cái tình huống này, anh chị phải coi được cái bản chất rằng là như vậy chúng ta đang thực sự lặp lại liên tục cái điều này bằng cái hành vi của mình, bằng cái thân nghiệp của mình, và bằng cái gì ạ? Bằng cái chỉ dẫn của mình. Anh chị có phát hiện ra điều này không? Bằng cái chỉ dẫn điều này của mình là mình cứ làm việc gì đấy thì mình cũng làm khơi khơi như vậy, và cuối cùng mình không thực sự hoàn tất nó, và thậm chí mình quyết tâm hoàn tất nó đi chăng nữa thì cũng có một vài lý do nó đến là rất là khách quan nó đến, phải không ạ? Và anh chị để ý thấy một điều, cái lý do khách quan mà nó đến ở đây nó hầu như là nó cấp bách và nó cần phải xử lý, hoặc là nó đôi khi cái lý do đó nó gì ạ? Nó rất là đơn giản ở chỗ là hôm nay mình cảm thấy lười đến từ bên trong, đúng chưa? Nhưng mà hôm nay mình bị mệt, hôm nay mình bị ốm, thậm chí hôm nay mình bị sốt nữa cơ. Có nhiều người bảo trong ngày hôm nay tôi bị sốt và tôi không thể hoàn thành được mục tiêu này. Và anh chị cảm thấy rằng là khi mình nói cái lý do hoặc thậm chí cái điều này nó diễn ra, và nếu giả sử như có ai đó bảo rằng là không, bạn đang trốn tránh mục tiêu đấy, thì anh chị có khó chịu không ạ? Anh chị khó chịu chứ. Tại sao? Tại vì anh chị rõ ràng anh chị đang ốm mà, anh chị đang sốt mà, có phải không nào? Anh chị có phát hiện ra điều này không? Giả sử như trong cái hành trình anh chị hoàn thành một, anh chị đang làm một, anh chị đang đi tới cái dự định của mình nào đó, và tự nhiên mình có một cái lý do gì đó rất khách quan, trong ví dụ vừa rồi thì tôi nói rằng anh chị bị sốt chẳng hạn, và tự nhiên anh chị bảo rằng là không, tôi bị mệt thật mà, tôi bị ốm thật mà, và tại sao tôi phải cố gắng khi tôi đang ốm như thế này, được chưa ạ? Và ai đó bảo với anh chị rằng là nếu bạn đang đang lười đấy, bạn đang không có siêng năng đấy, thì anh chị cảm thấy nó không có thấu hiểu, và tự nhiên anh chị giận dỗi cả cái người mà đang nói đấy luôn, có phải không nào? Vậy thì chúng ta cần phải biết điều gì đang giúp cho chúng đang khiến cho chúng ta xảy ra cái cơn ốm đấy, được chưa nào? Thì không phải là vì cơ thể của anh chị, được chưa nào, chỉ nó đang muốn nghỉ ngơi, mà là một cái mệnh lệnh nào đó đã yêu cầu anh chị hãy hãy gì ạ? Hãy tạo ra cái bối cảnh đấy để anh chị được được gì ạ? Được an toàn, anh chị có hiểu ý không nào? Được an toàn về cái việc là anh chị dừng lại cái việc không hoàn thành cái dự định đấy mà không không bị một cái gì trách móc của người khác cả,
Anh chị có hiểu ý không? Tức là chúng ta có một cái sự chính đáng trong cái lý do đấy. Và cái sự chính đáng trong lý do đấy là do cái bối cảnh và bức tranh chúng ta đang thiết kế rằng là cứ đưa ra mục tiêu và không hoàn thành. Anh chị có hiểu điều này không nào? Và nếu mà anh chị biết được điều này thì ngay cả khi anh chị đang có một cái điều gì đấy xảy đến với những cái mục tiêu tương tự như anh chị đưa ra rồi và những cái lý do tương tự như vậy về thân của anh chị, về ai đó, ví dụ như anh chị đang chuẩn bị dự kiến hoàn thành một mục tiêu gì đó lớn lao và tự nhiên rằng là sẽ có một bối cảnh không chỉ anh chị bị ốm đâu mà một cái lý do tương tự khác, ví dụ như chúng ta bảo rằng là chúng ta sẽ hoàn thành cái dự kiến này trong ít nhất trong tháng này, nhưng mà trong cái tháng đấy tự nhiên sẽ có một cái việc gì đó bận rộn bất chợt là anh chị cần phải xử lý ngay, đó là anh chị cần phải về nhà để đưa bố mẹ đi khám chân này, hoặc là đưa cái người em của mình đi khám chân để cho bạn ấy được khỏe lại chẳng hạn, thậm chí là con của mình hoặc là ai đó, để cho họ phải 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 ưu tiên cái việc đấy. Và khi đó chúng ta bảo không, tôi không hoàn thành cái lý do này, tôi không hoàn thành cái này là bởi vì tôi có lý do như này như này. Và sự thật ở đây là gì? Sự thật ở đây là tâm thức của chúng ta đang tạo ra cái bối cảnh đấy, được chưa nào, để bảo vệ cho cái chủ đích cuối cùng là chủ đích đích đến là đưa ra mục tiêu, đưa ra dự kiến, dự định là không hoàn thành nhé, đưa ra mục tiêu, đưa ra dự kiến là không hoàn thành nhé. Không hoàn thành thì để cái gì? Để cho hợp thức hóa của toàn bộ những cái chu trình này của bạn là cứ có cái lý do chính đáng ý nhé, và tôi sẽ tạo ra lý do chính đáng cho bạn. Anh chị hiểu điều này không nào? Và đấy là cái cách thức mà chúng ta đã không có phát hiện ra toàn bộ bản chất của sự việc nên chúng ta mới có thể có luôn luôn nêu được những cái lý do cực kỳ khách quan trong chúng ta, được chưa ạ? Vậy thì chúng ta hiểu về điều này thì chúng ta ví dụ như ngay tại thời điểm đó anh chị trong quá trình mà anh chị tập luyện hoặc là anh chị đưa ra một cái dự định gì đó, anh chị giả sử như đột ngột anh chị bị sốt chẳng hạn, thì nếu mà anh chị không hiểu về điều này thì anh chị nhiều anh chị dùng cái ý chí lý trí quá mạnh mà tức là dùng ý thức quá quá lớn đấy, thì anh chị như thế này ốm thì cũng bất chấp và gì ạ, và cứ cứ làm, anh cứ cắm cúi làm, ví dụ anh chị đưa ra mục tiêu để đạt doanh số gì đó, anh chị ốm nằm bẹp ra anh chị vẫn cứ làm như thế thì cuối cùng anh chị vẫn có thể hoàn thành mục tiêu nhưng mà cơ thể của anh chị bị suy kiệt ngay, được chưa nào? Nhưng nếu anh chị không có làm và anh chị bỏ cuộc thì tự nhiên cơ thể của anh chị lại tiếp tục có một cái đà, vậy thì cuối cùng anh chị phải xử lý như thế nào để có thể vẫn tiếp tục đi tới mục tiêu đấy, có phải không nào? Và khi đó anh chị phải thực sự hiểu rằng là toàn bộ cơ chế bảo vệ của anh chị đang bắt đầu vận hành, thì ngay tại thời điểm nó đang vận hành như thế thì anh chị hãy nói với tâm thức rằng ôi tôi biết có một điều gì đấy mà tôi đã yêu cầu bạn rồi, thì bạn nếu thế thì hãy nghỉ ngơi đi một vài tiếng hoặc một vài ngày anh chị, được chưa nào? Hoặc là thậm chí chúng ta hãy nghỉ ngơi một ngày thôi nhé và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với cái dự định của chúng ta. Tức là anh chị cần phải có một cái sự hiểu hơn về cái cơ thể của mình, với cái sự phản ứng của tâm thức đó để cho anh chị có thể đi tới cái mục tiêu này chứ không phải bẻ gãy cái sự nỗ lực của thân, của tâm và của toàn bộ trí của anh chị trong tình huống này. Được chưa ạ?